¿Qué le da el tiempo? Sau bắt đầu là bắt đầu quen ai và sau bắt đầu em ơi đâu thôi đánh mẹ đi cái điệp mẹ vậy nó bảo em gì đâu đang ở đi sao em hài em có một cái loại ngu cái kiểu mẹ đang có lúc cỏ sau bơn ấy grab lên ngu quá rồi. Bố mày thích grab thì đéo phải đánh được không? Mẹ đôi khi mấy thằng kiểu grab ấy đi như bắn chết luôn mà. Bố mày grab xong ra, hát ra Discord đọc. Em đọc mắt cho lấy rồi còn em đọc mắt rồi thì em đọc hộ đó. Bà nghe la kìa. Em đang nghe lại thì chẳng mic em mà nhỏ thì anh đập con mẹ mic đi. Đập con mẹ quán đi. Mic em tọa vãi lồn. Bao nhiêu giây nữa lâu. Qua đi qua cái đi. Có mẹ ơi tất cả mic mình. Mày đây. Lên vào đây ngay, vô mét rồi. Anh đọc mắt giúp em nha. Rồi anh đọc mắt. Tăng. Thằng Bonnie chết mẹ rồi đúng không? Tham gia chưa? Tăng nha. Rồi đừng khi nào dùng bùa, đừng có dùng. Đợi lúc sau đã, hết vùng đen đã. Đợi anh nổ sau 5 lần đã. À đúng rồi, đúng rồi. Rồi. 4 giây nữa nha anh. 3 giây. Mẹ anh còn 5 giây không ra kịp. Kịp mà, FB 15 giây rồi. Ê, ai ra mắt đi. Kêu kháng mày. Nhủng ơi, chạy ra mắt đi Nhủng ơi. Thằng Nhủng ở trong voi mà, bảo chạy ra mắt được mà. Mấy kìa. Nhúng ngoài. Ok, nhúng ra ngoài này. Tay. Đem cái linh đập. Đi mẹ thằng Anna biết dùng 22 kìa, ghê hả? Ghê lộn, đi mẹ mày. Quan trọng là lúc ấy là cái lúc mà make cái tao có trong trạng thái tàng hình hay không thôi. Lâu ở đang lúc in vi thì mẹ ghé 22 được. Gáp. Anh có thể gáp nhanh hơn được không? Mẹ. Máy từ từ. Ấn nó không nhận thì tao làm thế nào? Mẹ một đam của bọn em mãi đồn. Ấn nó không nhận. Ôi, mất luôn này. Tí nó dùng ép rồi mẹ. Quen tay quá. Có mẹ chết rồi thằng làm á. Anh. Tăng. Ok, bà đây nghe, bà đây nghe. Bọn này thuộc TBS ấy một luôn. Xong rồi này. Chết cả mẹ luôn, đít cả mẹ. Rồi, tôi này xui rồi. Quá. Không phải gây vàng rồi. Giảm giá 300 vàng. Đâu quá thì đây có thằng em hay thằng Pizu này. Pizu là thằng em của bên đó. Trường bên thì khoảng. Trường quên nó kêu ớt. Này, sao anh?
Hỏi nó còn đi không? À thằng Thái gì? Em biết thằng ấy mà. Thằng ấy chơi chung em mà. À thằng Hoàng, quên. Cái địt mẹ cờ hát ghê. Phát đầu. Để hỏi nó còn đi nữa không? À, anh nói em còn đi đâu. Không đi thì để anh lên trên. Xin hô à? À. Tên nó kia à, xong rồi là đi, nó kêu đi kìa. Ờ thế thì cứ chắc cái bà chắc đấy, tao đang lót. Ba anh đi kéo dịch vụ anh, lãi giờ được 120 vàng rồi. Mẹ được 120 vàng. Được 60 vàng một tuần. Mà team em đánh lại thì một tuần có mấy phút rồi à? Mà đổi được từ mảnh 1 tới mảnh 5 thì 7, 8, 9 ở trăm trận luôn. Chuyện đó là ngoài lớn rồi, để con nó nói thế ạ. Cái con này đổi được mảnh 7, mảnh 7, mảnh 5. Đi 100 lần. Đó thì sao mà mày đi 100 lần thì mở thêm một cái. Đúng rồi. Ôi ơi, thôi địt con này, hai con dí thì chịu rồi. Mẹ tính ra thằng S6 giàu vậy luôn. Ra thì là... đi khoảng 10 tơn. Đi khoảng 10 tơn mà ra được bằng hai người bằng tay thì mất có 3k vàng. Mà chưa kể để nó còn được thêm các nguyên liệu, các thứ nữa. Có những tên tên nó hên là hai đá đen hoặc ba đá đen chẳng hạn thì các mẹ chướng mãi rồi. À nó chơi vũ khí hiên không nó càng lợi. À nếu mà cái bọn nào mà trên vũ trụ là càng cực kỳ lợi luôn. Anh đang đánh chim à? Không. Ủa, Anna sao không chim? Chim đéo ấy. Chim đéo cho ta biết mà không đánh. Nghe lộn em, mình tuyển thôi, mấy cái này không có gì để chim ạ. Với cả thật ra là phải tải tiết các kiểu nữa. Thật ra là nó lo lắng lắm. Chim nó bắt một cáo à? Chỉ không là quán em mà một chim nó phải cài đặt ở cái linh kinh nó cài đặt như cả Microsoft các kiểu. Ở đấy Infinity thì không có cần. Nên là không loại mới stream được. Tải phát được luôn. Đứng bảo đảm cái tín hộ em nhé. Ủa? À, thằng Haki đang yêu à? Ok. Kêu nó cũng được. Cái lồn cũng gặp lên. Lỡ mà anh mặc trường hợp đó anh có đền tiền không? Ví dụ cái gì đó? Anh gặp trường hợp đó anh có đền tiền không? Trường hợp cái nó bị đây này, mày phải hiểu nhá. Và lúc đầu là tụi nó đã bảo với cái này là chung là cũng lỗi tinh tinh ơi. Tức là cũng phải chịu khó nhường nhau. Thì đợt thì bóng kia đã chấp nhận là kéo bù hoặc là sẽ đền bù 6k vàng rồi. Thì thằng kia nó chấp nhận là kéo nó 20 tơn. Nó ok xong rồi nó bắt đầu xong rồi lúc sau lại kêu thêm là bây giờ khi mà kéo ấy nếu mà ra vòng tay sớm ấy thì đưa 500 vàng một người
chở một người làm biết cho nó trả lại nó 500 áo kiểu ấy. Chở rõ ràng lúc đầu nó bảo là nó không cần tiền nữa, nó chỉ cần đi để nó kiếm phòng ngay thôi, mà xong rồi lại lý do các kiểu nữa. Thế là nó mới thành ra như này, chứ bọn kia nó mới điên, nó chửi chứ. Mẹ em đã lồn lắc chuột. Đã sắp mic rồi. Bị mẹ 3% con mẹ rồi, nó lại bị cái lỗi lúc nãy. Cố lên anh trai. Tụi em bị mẹ tin anh. Gặp. Để lần này xem con mini chạy đâu. Đầu nè, nhìn con chạy đâu. Nè, ở đây nha. Nó bắt theo bút làm sao là hiểu. Hên quá cho con. Ôi, bị con mẹ xa mai luôn. Cái bàn anh rồi, cái bàn này. Thôi gáp đi ông đô ơi. Thằng ông đô chẳng bị thân rồi. Tao mẹ không, anh Nam kiểu bất ngờ quá, BD bro quá, biết mẹ game. Bắt đầu cũng 2 phút bằng hơn. 2-3 phút. Mày tăng luôn đi ăn á. Tăng mẹ. Ta bảo tại Việt Nam nó gần 900 app này. Nó 910 rồi. Ờ đấy. Gần 1k. Dạ ờ nó gần 1k, nó gần 1k. Mẹ ta quay tay ta ráp mẹ nhầm rồi. Một cục lắm. Đi là hơn con là đồ nha, là hai đồ luôn. Nếu 10 áp nữa thì lên 15 là sao? Không, 15 là sao? Địt mẹ, anh giáo địt. Giờ nó chịu hy sinh AB, nó lấy cục kem đen, để bé nó cục. Cho mẹ là chết rồi. Nó nhảy dậy đến 10 chấp đấy. Đúng rồi, đi đủ. Đi được 300 tấn tôm chưa? 300 tấn mọi người.
đi đi kiếm á, 22H. Con mày HM 15 á. Mày đang được bao nhiêu HM 14 rồi? Ta được bao nhiêu mày đang mày? Hát 7. Con mẹ mình còn được 50%, nó mới 37 mình con mà. Mẹ đi rồi sao đéo giúp. Cái đi mày còn đấy là không. Ui, con ép cái đi đâu? Đúng là không phải kia mà đi nhá. Có thấy cậu nái hiểu không? Tao chơi cái nái tí. Người ta bảo ta gánh hoa sứ của mẹ. Hello, tìm con mẹ mẹ. Từ ta đi đái mà. Không cần đâu. Nè, quà điểm danh đây. Quà điểm danh cũng được mà. Để quán chặt được. Trời ơi, con quá kìa. Đi con mẹ vãi lồn. Vãi lồn thiên không. Bố biết. Biết cười. Đấy, con mẹ thiên không này thì ngon vãi lồn phơi rồi. Alo ra ta lôi ra. Đi lôi nhàn lắm. $300 một cân như này là nó sẽ có một số tơn nó cực kỳ lạ luôn. Hiểu những tơn nó ra nhiều đá đen này, kiểu ra nhiều ngọc này, nó cực kỳ lạ luôn. Bây giờ đi bít ngọc ở ngoài đắp vẽ luôn. Này, 53.000 FM 990A. Mẹ. À, địt các mẹ nó vượt mình rồi. Classic exit. Địt các mẹ xúc phạm và chơi làm ít rồi này. Số khác quá. 1, 2, 3. Đừng có lụm cây của mình nữa. Đứng đứng ở chân bót thì thì mà thanh niên đứng ở chân bót là bót nó chậm quá. Để... Nãy giờ em không được cây nào luôn á. Ồ, chân ngắn thì mà hỏi em ơi. Đi làm. Ui, 310k. Đi làm. Thôi ra, tai nạn đi mỗi người một cái đi. Quả này không có tranh đâu mà các anh nhìn công ạ. Một, hai, ba, sau bơm này. Sau bơm chậm một giây. Mày nhìn cái thanh TC nó mới là có cái hiện đấy mà. Nhìn đâu? Tí anh chụp ảnh anh chỉ cho. Mày nhìn nó mới biết là khi làm thì nó hay hết cái lát rồi mày bút mà. Đây, nó tính rồi. Chắc không cần rồi. Mặt nhau không biết nhạt thì đừng nhạt đủ mà. Anh còn vô hơn thằng bạn em. Chơi là lát tim nó còn nhặt ác hơn. Vãi lồn 351. Nhặt 31, 3 mấy cây gì.
đâu nè, coi anh giáp này. 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 Chạy bựa quá à, chạy bựa. Chạy bựa không? Đấy, còn 1 giờ đấy là. Từ khi thằng Grab nó thả xuống sớm rồi. Hoặc là nếu mà nó có xuống mẹ dùng chứ, còn không không phải một vai tao dùng mà. Dùng thêm để kéo lên một thời gian mà. Mẹ tao dùng để ta còn vào thế nữa chứ. Bây đây để một cách để mà vào thế rút kiếm để mà chém mà, chứ không thì mình phải kim tao đủ. Không. Ừ, chờ sâu hơn nữa ăn. Vội vàng mãi luôn. Đi gì hả? Hãy giải inbox bon, đi cọc mẹ luôn đi. Nghe đâu, đi mẹ sâu hơn đấy. Thật thà cái lồn phô bỉ chết. Mẹ tem đan nhanh, nhìn 14 triệu nó tụt đáp thì bay mẹ nửa cây, có đáp đấy. Có đáp được không? Mẹ nhầm. Luôn. Thảo nhầm. Nói bình thường mà. Anh thật mẹ luôn. À, vẫn nhầm. Em cũng khỏe nha, 14 trận máu chết trong vòng 15 giây, với hết sâu hơn nếu có chết. À, vẫn nhầm cũng biết được không? Nhầm là mẹ nữa. Anh của anh cày nhanh nhưng mà định ra đây nhanh anh. Không, anh chưa thấy gì để em thấy chậm được. À, biết thế nhưng mình câu xúc với anh. Thôi. Ê, vô lốc. Sáu lỗ đi, mẹ mới làm thành 8 cho bao nhờ. Thế diện vô lốc nhà người ta không em? Đấy. Vô lốc nhà người ta 6 lỗ có cả làm 8. Vô lốc nhà này còn em 6, em 7. Biết không ạ? Mười đây, mười đây. Khổ quá luôn. Đi mồm cặc. Anh đây bạn anh ơi. Anh đây bạn anh. Có mẹ mày vãi lộn mình thì mình cứ được thằng như lìn. Có mẹ thằng như lìn, có lại y như lời thằng lìn ô đô. Nó có phỏ từ nó kia nghe mày. Có mẹ làm mình tốt, có mẹ hỏi tốt thêm hết. Có mẹ ủa sao lòng này đám hát hát hơn tại bị ngã lúc đầu. Quả lúc đầu vào là định nó con bóp vào đứng sai hướng nên là đây là tại anh ghen hả? Ờ thì quá anh mới chuyển tay như liền mà. Ờ anh chung hai người chứ gì được sẽ chắc. Tăng không muốn nghe hả? Mười đây bom này. Một giây nữa có mẹ rồi. Ok bom, đúng rồi. Còn nhiều mét gì nó gồm mẹ mét rồi. Mét luôn. Anh đây mẹ. Mắc. Gọi ăn lồn rồi. Đi mẹ. Nhủ mẹ mày đang là mắc đi nhủ mẹ. Mày chỉ nhìn thấy bút vét không, mày ế nào luôn được mà anh đã đọc mắt cho rồi, mày cầm gì để nhìn nó. Mày cứ chạy ra ngoài đi rồi nữa, anh đặt xong cùng anh đó. Lúc này fail thì chỉ anh, hiểu không? Vậy, vậy em cũng không chạy vô thôi nha. Đó. Anh nhớ báo anh nha, em không đang.
để anh báo bác nha anh. Ờ, ok ok. Anh báo ra một tí là phụ anh nha, lên đúng lúc cái này với anh rồi. Cái đéo, anh ghen không? Ừ, có gì, mày cứ nói, tao nói lại cho. À, thì tao nói thôi, ra ngoài là tao nói lại được mà, gì đâu. Thêm chẳng hạn. Đéo đâu. Chà, mẹ thầm lồn. Đừng tăng lỗi nha. Tăng cho khu. Bây giờ thì mẹ tăng chuẩn là mình có một ngay. Đéo hầm đạp nữa, đéo hầm đạp. Đấy con mẹ con đi nhủ mẹ làm to quá rồi giật quá rồi cái gì à, mắc kìa đen lét mắc bịp con mẹ ai chạy nhiều quá không phải chạy sao. Ủa nếp mà đi. Con mẹ thua rồi. Bay lộn. Nhủ ơi. Nhủ ơi. Tao cần cái sự giúp đỡ của mày. Nhủ ơi. Mồm thì cả lũ kia mắc xong rồi ông nó vâng chạy mẹ vào tám. Wow. Địt mẹ vâng cho có thôi. Gõ vào vú mắt không nhóm nhóm ơi. Gõ vào. Gõ vào mắc rồi. Ông địt mẹ kiểu quen chân ông cứ đi theo đầu. Em vừa nói mắt em vừa ấy luôn á. Chân cuối ở đâu? Chân cuối đâu? Nó còn đi hai tên nữa mà. Không thật ra thì còn nó đánh thì đam nó lẹ hơn ấy hả không? Để cho đánh à, tô kìa. Vô cánh này. Mẹ đam nó cũng to bỏ mẹ ra chứ. Có anh nhấm mắt ấy. Thì thêm hơn 6 mà. Mẹ mua mấy bên game kìa. Mấy bên game của lòng vãi luôn. Nó có 4 lỗ rồi. Người thấy mùi bờ ác.
Em không mang KD đâu đi. Xin mang KD đi bút vào lưu chậm lắm. Mẹ các anh kiểu đi mẹ đâu hút đâu. Ok, ở đây này. Đéo còn gì để nói với team này, thua rồi. Lần này em để KD yên tâm không có áp em. Mày xin lúc cứ gáp đập. Đâm to mà. Ờ, mắc. Đấy. Mắc nha. Mắc nhùm. Rồi, ơ bạn này. Thầy bạn ơi, anh luôn mà lẽ. Ơ, quên, anh không để ý, anh tưởng nó rồi. Nó e luôn. Luôn khỏe mắt, tôi lẽ anh. Mắc chết. Cái đi lẹ nó không được hồi máu. Vào đi. Nè, nó vô mắt lần hai, mét lần hai nè. Quá hết rồi đi. Mét lần hai luôn. Anh. Tao nghĩ là tao. Tao cũng nghĩ là tao. Ừ vậy, thôi theo tâm tính đi. Lộn lắm đi. Đây, ngon. Đó. No. Không, tại sợ nó bị lệch á. Ờ, có sắp bên em này. Rồi. Tao bếp. Má hồ đồ. Thất hồn luôn. Mẹ con BD nó chỉ có 3 giây thôi. Bitcoin 150k 6 lút Bitcoin à. Gọi đi ra ngoài. Đừng có đi ra ngoài nha. Đừng có đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Ok rồi. Đấy rồi, đi ra ngoài. Bitcoin à. Team đam, tên này đam đều vẽ lồng 2 phút 30 giây.